Minh Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tràng Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn năm 2016. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt ở trận vòng loại 1/16 của vòng chung kết khu vực phía Bắc Tràng Cờ Đất Việt. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một kỳ thủ rất là quen thuộc đối với Tràng Cờ. Anh là cựu kỳ vương năm 2013 của Tràng Cờ Quý Tỵ, và anh cũng là giành giải nhất của Tràng Cờ Đất Việt năm 2015 khu vực miền Bắc. Đó là kỳ thủ Phạm Quốc Hương. Xin chào anh Hương. Hôm nay anh đã ra quân ở trong trận đầu tiên của vòng loại khu vực phía Bắc, và đối diện với anh là một kỳ thủ cũng khá là mới. Anh chắc chắn là anh cảm thấy khá là thoải mái không? Tôi rất thoải mái. Còn với kỳ thủ Nguyễn Thành Thái đây thì chúng tôi cũng quen biết nhau ở chỗ đánh cờ đã rất nhiều rồi. Có nghĩa là anh khá là tự tin trong trận đấu này. Tự tin thì gặp đối thủ nào tôi cũng tự tin, chứ không phải riêng với Nguyễn Thành Thái. Vâng, phong cách trả lời của phỏng vấn của anh Hương cũng rất là tự tin. Thành Thái thân mến, bạn xuất hiện trong giải đấu năm nay lại đối diện với một cựu kỳ vương, một người có thể nói là rất là khó chơi như thế này, thì bạn suy nghĩ gì? Em thì đối với em thì gặp đối thủ nào thì cũng là một cái sự trải nghiệm, và em sẽ cố gắng hết mình cho dù bất cứ đối thủ là ai. Vâng, kính thưa quý vị, Thành Thái là kỳ thủ đến từ Nghệ An. Đây là kỳ thủ có thể nói là đầu tiên ở đất Nghệ An tham gia giải Tràng Cờ của chúng ta. Trong hai kỳ tổ chức vừa rồi thì chúng tôi không có được sự đăng ký của các kỳ thủ ở đất Nghệ An. Không biết là bạn tham gia vào cái giải đấu năm nay thì bạn có gặp khó khăn gì hay không? Dạ, em cũng có một chút khó khăn là vì là cũng ở xa ở miền trong, nên là với lại là đây cũng là lần đầu tiên mà em tham dự Tràng Cờ, nên là em cũng hy vọng và mong muốn là vì phong trào cờ Nghệ An là chưa phát triển, đang ở vùng trũng của cả nước, nên là em hy vọng sẽ có nhiều nhà tài trợ đến để tài trợ cho Nghệ An để tăng thêm độ chuyên nghiệp của phong trào của tỉnh Nghệ An hơn. Vâng, xin cảm ơn Thành Thái. Kính thưa quý vị, trận đấu ngày hôm nay thì được giới chuyên môn đánh giá khả năng rất cao ở chiến thắng của kỳ thủ Phạm Quốc Hương, một kỳ thủ có thể nói là lão luyện của chúng ta. Tuy nhiên, trong cờ một trận như thế này thì cũng chưa biết được điều gì. Rõ ràng ở đây Thành Thái cũng còn rất nhiều cơ hội, và tôi cũng chúc cho Thành Thái tự tin để đối diện với một kỳ thủ rất là mạnh trong trận đấu này, và hy vọng rằng phong trào cờ Nghệ An cũng sẽ có những bước phát triển trong thời gian tới. Còn quý vị khán giả hãy chú ý đón xem Tràng Cờ Đất Việt trên VTC2, VTC3, Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và YouTube Sông Mã Ca. Khi xây dựng, tôi chọn xi măng bền bỉ dẻo dai. Khi đổ bê tông, chúng tôi lựa chọn loại xi măng có độ cứng hoàn hảo và tuyệt đối ổn định. ローソン工場における先端技術で高品質のセメントを生産いたします。シマンロンソン、シマンの質量と信頼。シマンロンソン、tạo dựng mọi công trình。Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trận đấu bắt đầu. Chào mừng quý vị đến với trận đấu hết sức được trông đợi, trận đấu của vòng 1/16 giữa một kỳ thủ mà có lẽ là nói tên ra thì ai là người hâm mộ cờ đều phải biết, đó là đương kim vô địch Tràng Cờ Đất Bắc Phạm Quốc Hương, Tràng Cờ Quý Tỵ năm 2013 Phạm Quốc Hương. Và đối diện với anh là một kỳ thủ trẻ và có vẻ là tương đối lạ lẫm, Nguyễn Thành Thái. Nguyễn Thành Thái là một kỳ thủ đến từ Nghệ An, và xin mời quý vị khán giả đến với phần bình luận ván đấu giữa tôi Phạm Thanh Trung, admin Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo, và ông Doãn Hữu Bình, trưởng ban biên tập của tạp chí thể thao thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Phạm Thanh Trung.
anh Hương có vẻ như đang gây sức ép cho đối thủ của mình. Đồng hồ đã chỉ gần hết một phút chưa đi, bây giờ là tượng 3-5. Rất thú vị. Sau cú bắt tay là 1:04. Vâng, xin bắt đầu ngay về hai cầu thủ này thì ngay từ tên tuổi của họ thì đã cho thấy một cái sự khác biệt khá lớn. Phạm Phúc Hương là kỳ vương hay là trạng cờ đầu tiên của Việt Nam ở giai đoạn hiện đại. Năm 2013 anh đã giành chức trạng cờ quý tỷ trong cái lần đầu tiên tổ chức ở sân chơi này. Phạm Phúc Hương cũng là một kỳ thủ nổi tiếng từ rất lâu và từng dành một cái danh hiệu là được gọi là ông vua không hai của đảng cờ phía Bắc. Trước đó thì anh đã nhiều năm tham gia thi đấu trong bóng đá đội tuyển Hà Nội tại các giải quốc gia, và rõ ràng là nếu so với Nguyễn Thành Thái là một cái tên còn quá lạ lẫm. Năm 2015 thì chúng ta biết là Phạm Quốc Lâm một lần nữa đã rất thành công ở sân chơi trạng cờ khi mà giành chức vô địch trạng cờ ở khu vực phía Bắc, và sau đấy thì tham dự giải toàn quốc. Đó là nếu chỉ nói về mặt tên tuổi cũng như là về mặt kinh nghiệm ở cái sân chơi trạng cờ này đã là quá là chênh lệch. Trong khi đấy Nguyễn Thành Thái rõ ràng không phải một kỳ thủ chuyên nghiệp, đồng thời này với cả cái mới tỏ ra ở cái sân chơi trạng cờ rõ ràng cộng thêm nữa là chuyện đi tiên nữa thì không cần phải suy nghĩ, bất kỳ ai chắc chắn là cũng nghĩ rằng là Phạm Quốc Hương sẽ có chiến thị ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên trong cờ tướng nói riêng, thể thao nói chung, đặc biệt là cái thể thức chơi của anh em và tôi cứ hy vọng vào một cái sự bất ngờ đang được tiềm ẩn ở trong trận đấu này. Nguyễn Thành Thái, kỳ thủ của cô từ từ Tây Sơn, người con đến từ quê Bác, biệt danh của anh là Thái quê Bác, nickname trên diễn đàn cũng là Thái quê Bác. Trong cái thời gian mà diễn ra các cái giải trạng cờ từ năm 2013 đến tận bây giờ năm 2016 thì rất nhiều những kỳ thủ, những người hâm mộ cờ ở Nghệ An ấy thì rất hay gọi điện tôi và không hiểu tại sao mà Nghệ An không có một kỳ thủ nào tham gia vòng chung kết. Thì cái câu trả lời của tôi lúc ấy hết sức đơn giản thôi, đó là do là phong trào cũng do khoảng cách địa lý dẫn đến việc có một số cái kỳ thủ, các kỳ thủ mạnh của Nghệ An không có điều kiện để có thể nâng cao được trình độ của mình cũng như có mặt tại ghế nóng của trận đấu đặc biệt. Nhưng ngày hôm nay điều đó đã thành sự thật. Nguyễn Thành Thái, một kỳ thủ giang hồ có thể nói là có lối chơi cực kỳ thông minh, đứng trước một khó khăn cực lớn, một ông vua không ngai của làng cờ miền Bắc và là trạng cờ có ngai, trạng cờ quý tịnh và Phạm Hương đối mặt với nhau. Đi này cũng xin nói thêm về kỳ thủ Nguyễn Thành Thái, mặc dù chỉ là một kỳ thủ nghiệp dư nhưng mà trong những năm qua thì anh đã rất là chăm chỉ học hỏi, rất là có tinh thần cầu tiến. Và tôi thì cũng được biết Thái rất là nhiều khi mà Thái tham gia các cái giải phong trào của Hà Nội. Và khi mà ngồi ở bất kỳ tên thủ nào thì Thái cũng có thể là đặt ra lập tức đặt ra những câu hỏi ngay, bởi những cái hình cờ ngày hôm qua anh chơi với người này người kia đến chỗ này đi như nào anh vân vân. Thì đấy là một kỳ thủ có rất có tinh thần học hỏi, và cộng với cái sự thông minh, những cái mưu mẹo trong cái cách chơi và chơi cờ thì Thái đã có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian gần đây. Và một trong những bằng chứng cho sự tiến bộ ấy chính là sự xuất hiện của Thái ở vòng chung kết trận cờ khu vực miền Bắc năm 2016. Chúng ta hãy cùng xem là Thái sẽ đối phó với Phạm Quốc Hương như thế nào. Một khó khăn rất lớn cho Thái là anh sẽ phải đồng quân đi hậu, trong khi Phạm Quốc Hương đủ quá nổi tiếng và kinh nghiệm được đi trước. Và như các bạn đã thấy, sau một số ván đấu, khi ván đấu bước vào giai đoạn chung cuộc thì Phạm Quốc Hương đã hơn được một con tốt, hơn được một con tốt biên. Và tôi nghĩ là với kinh nghiệm của anh Bình đã đề cập tới trước trận đấu thì đây là một ưu thế tương đối lớn để Phạm Quốc Hương có thể là nghĩ đến một cái điều xa hơn, một cái vé vào vòng sau chẳng hạn. Nó sẽ là một bất ngờ rất lớn nếu như Phạm Quốc Hương không tiến được vào với những lần tiến vào top 4 của giải, đã là một bất ngờ rồi. Bởi vì dù sao thì Hương cũng đã là nhà vô địch của lần đầu tiên và nhà vô địch của miền Bắc trong lần thứ hai. Thì bây giờ lần thứ ba thì với một cái truyền thống của cái thành bại thành tích thì giờ có vẻ dần như thế. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu trạng cờ đất Việt Cúp xi măng Long Sơn năm 2016. Giải đấu nhận được tài trợ chính của công ty xi măng Long Sơn, công ty cổ phần khoáng Việt Tiệp của các nhà tài trợ, công ty Vunai 4/7 khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn Dream Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của trạng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu cũng được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý khán giả đón xem. Vâng, trở lại diễn biến của ván đấu, chúng ta thấy vừa rồi Nguyễn Thành Thái đã an lại một tốt của bên đỏ Phạm Quốc Hương.
Phạm Quốc Hương thì khi thi đấu thực chiến ấy, thì với những đối thủ yếu hơn ấy, hay khi mà lúc đầu thì rất là đăm chiêu suy nghĩ, lúc mà ưu thế thì hay quay lên và bắt đầu cười châm một liều thước để bảo ưu thế một tí thôi, chỉ cần tí thế này thôi đấy. Và tôi cho rằng đây là lúc nếu như không phải trên ghế nóng chẳng phải đặc biệt, anh sẽ quay sang nói với tôi và cười. Đã đến lúc mà cái câu mà anh thường hay dùng nhất là phải lòi ra khe hở ở phần đường, để ý anh ấy nói là anh ép cho lòi ra khe hở để anh quan phá vào và sẽ không thể đỡ được. Và 3-4-3 đang có sạch. Như Thành Thái và mọi người tôi biết, anh không hề e sợ trước bất kỳ đối thủ nào. Anh Thái thì hết sức là khiêm tốn à, lúc nào đánh cờ, nhất là đánh trong những ván cờ độ, anh bảo ôi em đánh cái ván này thua là chính, lại là mình yếu hơn. Nói vậy thôi. Vâng, nhưng mà vẫn thấy là cho ngân lượng vào túi đêm và trong các ván cờ độ ấy. Tôi có thấy là sau lúc đổi xe vừa rồi thì là lúc bạn Thu Hương lại ăn thêm hơn một tốt. Và phân tích hình ván đấu, tượng của xanh đang méo, mã chưa kịp lên, hệ thống cây của bên đỏ tương đối chặt chẽ. Nhưng tôi nghĩ với cái ưu thế như thế này ấy, thì nếu như mà tôi cầm cờ thì tôi cũng chưa biết cách nào có thể đánh thắng anh Thái đâu. Nhưng anh Hương thì chắc chắn là nhìn ra rồi. Thường thì với các danh thủ thì họ rất biết biến cái lợi thế nhỏ thành lợi thế lớn, ưu thế lớn thành cụ thể hóa thành thắng lợi. Và hãy cùng xem Phạm Quốc Hương một danh thủ khi mà với những lợi thế hơn một tốt hơn một chút thể hình sẽ giành thắng lợi như thế nào trước một thủ cũng rất là bản lĩnh khi mới thành thái. Có thể nói là về cái vấn đề mà trong những ván cờ đứng mà tích tiểu thành đại, khuếch đại như thế thì anh Hương là một bậc thầy, bậc thầy. Và những cái ván đấu của anh ấy có thể nói là mẫu mực trong cái chuyện mà như anh Bình đã nói là từ ưu thế nhỏ biến thành ưu thế lớn và từ ưu thế lớn cụ thể hóa bằng chiến thắng. Và tôi cảm giác rằng đây tiếp tục là một bằng chứng cụ thể cho cái nhận định đó. Pháo 7-1 ép đối thủ dần dần phải đổi cây và vào các vị trí xấu và cụ thể hóa ưu thế bằng từng con tốt một. Và đây hai bên vừa đổi một cân và sau cái nước đổi quân này thì bên đỏ vẫn hơn một tốt. Con tốt ở lộ chính đang thanh thang có thể chuẩn bị biến sang phần sân của Cường ngay sau đây. Thời gian là khá cân bằng, 18 phút. Bây giờ mã rất là khó đi. Hai cặp vào gánh này khiến mã không thể lao chính lên được. Cũng có thể xuyên cung, và anh Tài chấp nhận xuyên cung. Và nếu mà tôi nhớ không nhầm thì anh Thái thì mỗi lần anh Bình ra quán anh Thái rất hay rì rầm những cái câu chuyện về chuyên môn với anh Bình. Thì có phải chắc là có yếu tố là đồng hương ở đây không ạ? Và tôi cũng là một người đồng hương của anh Thành Thái. Tuy nhiên là không phải chỉ đồng hương mà là tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai về đồng hương. Cứ biết là có cái điểm đam mê chung, chỉ là một quán nước vỉa hè mà cứ gặp người chơi cờ có thể ngồi chơi với nhau. Đây là điều rất là bình thường, không phải có đồng hương. Nhưng tôi cũng rất là quý Thái ở chỗ có những cái gì đấy ở chàng trai này là sự nhẹ nhàng, nó khá là khiêm tốn. Tuy nhiên là trong lối cờ thì cái sự khiêm tốn nó tiềm ẩn rất nhiều bí mật. Tôi thấy vừa rồi nước mặn 4 tiếng 5 của Thái là nhằm mục đích nếu như bên đỏ chơi tốt 3 tiếng 1 lập tức sẽ ăn được cái pháo ngay, đổi mất quân và sau đó thì nhảy quân mã là đổ 2 lên để tạo cái tình thế đối công. Thì chơi Hương lập tức phát hiện đường ngay, nếu như là cứ đổi quân sẽ thành đối trận và rất dễ hòa. Nhân chơi vừa chơi tốt 3 tiếng 1
Nó là con pháo 7 của Hương đứng và cho sự nghiên cứu rất là kỹ. Không thể lên chính mã mai được 3 được pháo quật và pháo mai. Chạy giao biên thì tôi nghĩ là sẽ bây giờ anh Hương anh sẽ chạy pháo 7 bình 9 dạ bắt tốt biên, và bây giờ nếu mà mã 1 tấn 3 thì sẽ có tốt biên. Tuy nhiên Hương chọn phương án pháo 7 tấn 1 đuôi dập giờ như thế. Pháo 7 tấn 1 là hợp lý nhất. Thì vừa rồi nó chạy ra biên thì mã cứ nhảy lên, mất chấp nhận mất tốt rồi kết cục là mã ra đi 4 nữa. Và thì gây khó. Và gây khó khăn rất là nhiều cho bên đó. Vì thế Hương quyết định không ăn con tốt ở biên, thế mà chơi pháo 7 thoái 1, cấm cái đường mã nhảy. Và mã ở 1 không tiến lên được thì lại thoái về bắt pháo. Hương lại pháo 7 tiến 1. Vâng, mã đã lên đường 4 rồi, không lên đường 1 nữa. Pháo chuyển sang 8. Bác phục nước tấn chiếu. Lên tướng thì... không lên được nữa. Tấn chiếu cục. Đang bắt cục, à chưa bắt cục, tấn chiếu thì buộc phải lên sĩ và có nhiều khả năng toát ra biên. Nếu mà ấn vào dung chiếu thì mã sẽ ăn về. Nhưng có thể là tấn chiếu cho nó giật về bắt mã chặt. Bây giờ có vẻ như là con tốt biên sẽ tiếp tục bị bắt. Bây giờ đi binh 3 tấn 1, binh 2 tấn 1 đã. Hình cờ khá là thú vị. Bây giờ nếu như bên xanh binh đỏ binh 2 tấn 1 thì bên xanh sẽ nhảy mã lên mã 7 tiến 8. Và hy vọng là đối công với bên đỏ rất là hấp dẫn. Tôi nghĩ là nếu trong trường hợp đó là Hương sẽ ăn tốt biên, sau đó giật con pháo 8 thoái 5 về thủ đường chiếu của mã. Ý đồ của Hương là như vậy. Sau khi cái hình cờ cứng rồi lại tiếp tục bỏ tốt biên sang sông để bắt tốt đầu. Cách đánh của Hương cực kỳ có chín. Mã 7 đến 8, mã 8 đến 9. Và bây giờ sẽ là pháo 8 thoái 5. Mời ngài đi cho. Nói chung nói vui một chút được mời ngài đi cho. Chính xác, pháo 8 thoái 5. Bây giờ khi tốt liên thông thì con pháo này không đè được mã nữa rồi. Mã 7 sẽ tấn 9, nếu pháo 3 bình 2 thì binh 9 tấn 1. Tiếp tục lao lên. Và chỉ với duy nhất một con pháo này, các bạn có thể thấy rằng xanh chưa thể gây áp lực được ngay. Tiến tốt cải mã, đang bước những cái ý đồ tấn công về sau này. Đảo lại đối sĩ sửa hình sau và làm hẹp lại cái tầm hoạt động của hai cái người. Người công tác đưa tốt vào gần khung thành của đối phương. Tức là lối chơi của quán quân Hương đang dự đoán thể hiện rất là rõ. Bây giờ anh trong khi trong hình cờ đứng anh sửa hình. Sau đó thì có thể là con tướng bây giờ có thể là xuất sang hai mặt rồi, hạn chế được nhiều. Nhất kinh nghiệm. Cô Hương chuẩn bị chơi cấp 9 đến 1 và Hương cho mã 7. Mã 7 nhảy lên 9 là không có gì ngăn cản được. Và lúc đấy chúng ta lại thấy danh thủ và Cô Hương sẽ tổ chức một trận phản công như thế nào với sự chơi phối hợp của con mã. Rõ ràng thì nếu không có con mã này tham gia chiến thì cũng có mà phá vỡ được cái hệ thống phòng thủ bên xanh. Không sợ lùn. Bây giờ mà pháo giật về tốt tiến tiếp và pháo giật về tiếp thì pháo chỉ sẽ tấn hàng. Thì lúc đấy là mô hình chơi mà đổi tốt không đạt được gì mà con mã đỏ hoàn toàn thoải mái nhảy lên. Và đồng nghĩa việc xua quân đối phương ở vị trí hết sức nguy hiểm đánh mình. Và
đúng như anh Trung nhận định thì là tháo giật hai nước bắt tốt và cuối cùng thì bên đỏ phóng pháo lên để giữ tốt. Khép vào kiểu. Và bây giờ có thể nói là bất chiến tự nhiên rảnh, không cần phải tìm cái la mã lên mã rồi lao thoải mái rồi. Chiếu trước, bây giờ tướng sẽ xuất ở bên nào? Tôi nghĩ là sang 4 thôi, bình 4. Anh Hương quyết định bình 6. Vừa rồi có phải cái lượng tiền 68 lên 02 bằng lượng tiền 69. Tôi nghĩ là 69 thì hay hơn. 69 lên để 68 ngăn chặn cái đường phản công của bên trên. Rồi, một nước ép đổi ngầm. Bây giờ mới có trình tân ai. Nhận thấy có một chút cái sai lầm là lập tức sửa lại ngay, rất nhanh. Sửa. Rõ ràng bên xanh không thể chơi quốc 5 tiến 4 chiếu tướng được vì sẽ bị pháo 8, bị 6, 10 đổi. Và nếu như không đổi thì sẽ bị vào sang lãi. Và tốt của Thái đã vòng người sang sông. Bây giờ như các bạn thấy là không thể đi 5 tấn 1 được, vì đó mã 6 sẽ tấn 4. Vì lúc nhảy ngựa lên thì sẽ mất đường cản, thì mã sẽ ăn pháo để chiếu tướng, lúc đấy tình thế nó sẽ xoay trở lại ngay. Tuy nhiên với Phạm Quốc Hương thì những cái đòn như vậy chắc chắn không thể gây được bất ngờ. Tốt là 16. Đúng như anh Bình đã nhận định, để lúc mà con mã nó cất bước thì nhiều vấn đề lắm. Bây giờ có thể tấn 7 để bắt tượng. Đúng rồi. Tấn 7 bắt pháo bắt tượng, chạy pháo đi thì pháo nhìn xuống đáy để tiếp tục bắt tượng. Thế tổ chức tạo thành một cái tấn công rất mạnh và trên các mặt trận. Đuổi tạm thời Đức Thoái Thượng nhằm mục đích là tạm thời đẩy quân mã ra xa, bắt đầu với tình cái việc là phóng hai pháo xuống. Phóng ngự từ xa, rất xa. Phóng hai pháo xuống đấy là để mã vào nhìn phát được. Thế là một nước rất là thường các anh thủ sẽ đi cái nước rất là hợp lý. Cái nước về tượng này các bạn cũng cần hết sức chú ý đây, để không cho đối phương quấy. Đúng rồi. Quấy đi đã, xong bắt đầu mới thọc pháo xuống. Phóng ngự từ rất xa. Chúng ta thấy nước sau chuẩn bị là pháo 9 tiến 1 phối hợp đôi pháo để bắt tượng mình và sẽ phối hợp với con mã tiến 6. Đang dọn sát thủ. Nếu giật pháo về giữ được chiều sẽ bị ăn. Rất nhiều đòn được tung ra. Có vẻ như chúng ta phải nói lời chia tay với kỳ thủ đại diện, người duy nhất đại diện cho miền đất Nghệ An. Và chào đón nhà vua không ngai của làng cờ đất Bắc tiếp bước, tiếp tục bước đi trên chặng đường tương đối khó khăn tại trạng cờ đất Việt năm nay. Năm nay thì có thể nói là cao thủ như mây, trải qua một vòng loại gần 400 kỳ thủ nổi tiếng. Và tôi cho rằng là năm đầu tiên Quốc Hương vô địch toàn quốc, năm thứ hai vượt miền Bắc, và năm nay nếu mà để quá tam ba bận thì quả thật là Quốc Hương quá cố lập, quá xuất sắc. Bất pháo, pha chạy pháo hết sức gọn gàng, chẳng cờ. Hình như là còn mất cả sĩ nữa cơ. Các bạn đang theo dõi trận đấu thuộc vòng 1/16 của vòng chung kết chặng cờ đất Việt khu vực miền Bắc giữa hai kỳ thủ, kỳ thủ Phạm Quốc Hương mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Nguyễn Thành Thái mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty xi măng Long Sơn, công ty cổ phần khoáng Việt Tiệp, các nhà tài trợ, công ty Funai 4/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn The Ritz Hotel, thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu cũng được phát lại trên kênh YouTube của Sông Maka và Diễn đàn Thăng Long Việt Đạo. Kính mời quý khán giả đón xem.
có kể cho nó là cảm nhận là đỡ mãi thì cũng sẽ thua. Nên là Nguyễn Thành Thái quyết định là lấy công bù thủ, cũng không thể chủ quan được đâu. Ba cây vẫn đủ cách để đánh cục đấy. Rất khó đi. Vâng, phải bỏ xí rồi. Không, chắc là tôi thì được bỏ. Bây giờ thì có ăn gì thì ăn. Đã liên kết rồi. Chúng ta đã chuẩn bị dọn pháo bên này. Nước lên cửa thực ra là để mở đường cho pháo, dọc đường mình và chân sĩ phối hợp. Cơ tài thì pháo hoàn, đây là một nguyên tắc là trong trường thường rất là các cụ đúc rút thì rất không. Chúng ta thấy là những tên thủ thì rất thuộc bài. Tức là bây giờ thì pháo đã lui về để tạo một cái áp lực khi mà có thêm sĩ ở ngoài. Tôi nghĩ là cái điểm công kích của Hương sẽ công kích của nó tốt này. Ở đấy là bên đỏ đi nó tốt thế vào thì chiếu sẽ đứng lên rồi. Con lá nhảy về đầu một là mục đích chuẩn bị phá nó ra. Ham bắt tốt nhưng mà đồng thời ham sát phục. Khóa tướng lại, chính xác là khóa tướng. Sau sẽ là mã 3 tiến 2 trên tướng. Và phối hợp con cá đầu 1 để sát phục. Rất độc đáo, các bạn có thể thấy là một bài học mẫu mực về ngựa. Mã 7 tấn 6, mã 6 tấn 7. Tìm cách lao vào biên nhảy, ăn cây rồi ăn sĩ, rồi vòng cho biên, bây giờ lại dọa sát cục đối phương. Quá khủng khiếp. Liên tục làm khó, quân tướng đã ở tầng 3. Quân tướng nhẹ nhàng tránh rất chiều. Rất khó, Thái Thái. Mặc dù anh, các bạn ấy thấy rằng rất là kiên cường. Lại xả được, đuổi ngựa đi. Tiến chiếu. Và bây giờ dùng pháo kia được kể. Hoặc là có thể ăn sĩ. Đây cùng xem là bên đỏ sẽ còn giải pháp nào. Bên đây, từ đây thì hình cờ rất dễ đi cho bên đỏ. Bên đỏ có rất là nhiều cái phương án. Và dẫn pháo về. Đang phục khoái ngựa về chiếu từ lan mã. Xin năm tiến 6. Có lẽ tiến 6 để mở đường cho pháo đóng vào bắt tốt. Thái cũng rất là kiên cường. Đấy, lâu lâu lại ăn một con.
vòng vây đang dần được khép lại, rất nguy hiểm. Vòng vây đang dần được khép lại. Bắt tốt rồi. Để giữ tốt thì chỉ có nước mà ăn năn tiến bốn. Học đi tốt xuống thôi. Bây giờ có thể là trả sĩ để chiếu ra. Không, chiếu tượng lên. Vẫn đe dọa quật pháo lên, do đó dùng tượng ăn mã. Vẫn đang bắt tù và hình như là không thể đỡ được, rất khó. Còn có 39 giây thôi. Sẽ là hất xịt lên, sau đó thì ấn tốt chiếu và móc bắt ngựa. Rất nhiều vào và ngăn gần vào nọ để có vào kia. Và tỷ số là 1-0 nghiêng về Phạm Phương Hương. Xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của anh Đoàn Đức Bình trên băng ghế bình luận. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.